Anh trai, để đâu vậy anh trai? Cam, mày cũng giống tụi tao thôi, bị tụi nó lừa bán qua đây lao động. Tụi nó? Ừ, kia kìa. Cho nó ăn kịch chỗ. Nó có ăn, tôi ăn. Ờ. Mày tỉnh rồi á thì lo làm cho quen việc đi. Không làm á là nó đòn nha con. Còn hai này nhìn gì? Hết giờ nghỉ trưa rồi, lo làm đi. Mắc mới gì tao phải làm cho tụi bay? Dừng tay. Ngẩng mặt lên. Tao đem mày qua đây là để làm việc, chứ không phải để kiếm chuyện. Khi nào mày làm đủ tiền, tao thả mày về. Ok. Còn không thì liệu hồn nha con. Làm việc. Cho nó ăn kịch cho. Nghĩ trước cho Paul Land. Cho anh nó. Nó nói là bữa nay mà nhịn đói. Thôi làm đi. Tụi tao làm sao mày làm vậy? Không nó đập mày nữa giờ. Anh hai. Tao no rồi, ăn đi. Ngại gì nữa? Ăn đi có sức mà làm việc. Mày ăn đi. Ở đây tụi nó đối xử với mình vậy không á? Mày nghe lời, mày ăn đòn ít. Mày không nghe lời, đập hết mẹ mày luôn. Mà quê mẹ ở đâu? Sao mày vô đây? Tao ở Bình Dương.
Hôm qua đi làm về mệt quá, cái tôi ngủ sáng dậy thấy ở đây. Tụi nó chiên lừa người mình qua đây bán, lao động kiếm tiền cho tụi nó. Má, tất cả cùng người Việt với nhau mà đối xử mình vậy á. Mẹ nó, sao tụi mày không trốn đi? Mày tưởng dễ trốn hả? Xung quanh toàn là người của nó, trốn cái nó bắn mày liền. Mấy đứa lên dĩa rồi đó. Lên dĩa là sao? Chết. Mày trốn không thoát, nó bắn mày. Mày chống nó bắn mày. Có mấy hàng làm không nổi thì tự tử. Chết. Còn này sao vậy? Thằng này em ruột tao. Tối nào nó cũng nhớ ba má, khóc vậy. Mày nín đi, nó thấy mày khóc nó đập đi luôn bây giờ. Ăn lẹ đi còn ngủ. Từ mày. Anh cho em coi hai đứa khỏe không anh? Còn sống sờ sờ nữa mày sợ cái gì? Tiền. Gì vậy? Tụi mày có muốn thoát khỏi đây không? Mày không hả? Ở đây trốn bằng niềm tin. Tao đã quan sát mấy bữa nay, phía cửa chính kia kìa là lối ra duy nhất, nên tụi nó canh chừng cẩn mật lắm. Còn bên bức tường đó, tụi nó lơ là lắm. Nếu mà có cơ hội, đó là lối ra duy nhất của mình. Mày nghĩ mày chạy nhanh bằng cây súng đó không? Mày chưa kịp chạy là mày ăn đạn mẹ rồi. Phải chi có ai đợi mình ở ngoài sẵn, như trong phim hay biết mấy ha. Được vậy nói gì nữa. Chính xác. Nếu như ở ngoài có người đợi mình sẵn, thì cơ hội trốn thoát của mình sẽ cao hơn. Quan trọng là mình phải có điện thoại liên lạc với họ. Mà ví dụ đi, mày có điện thoại rồi mày liên lạc cho ai? Tao đã từng nghe nói ở Việt Nam có một đội chuyên giải cứu, dùng tiền chuột để chuột những người bị lừa đi lao động. Quan trọng ở đây á là phải có điện thoại. Tụi bay có điện thoại không? Ở đây chỉ có tụi lính canh là có điện thoại thôi, sao lấy được. Thôi tao lâu quá, ngủ đi. Lèo lén, lèo xuống. Bè bị cụ té. Anh ơi, lẹp, anh lẹp. Ơi bình tĩnh. Anh em bị đau bụng. Ôi anh em. Tao dì thương, dì thương.
À, da, đau bụng quá. Anh ơi, đau bụng. Đau bụng. Xin ngủ. Đau bụng. Bà ta. Đau bụng. Xin nắng á. Để anh cứ cho. Anh. Đau bụng anh ơi. Anh ơi. Ê, thằng kia. Mày á. Ngưng. Đi ra đây. Dạ mày. Nhìn gì, làm tiếp đi. Nhổ đi. Tao, anh kích cho. Mày nhìn gì, cứ làm đi. Làm đi. Ngon lắm. Coi vậy mà cũng được giá ha. 3 giờ chiều nay sẽ có người chuột tụi bay. Về soạn đồ đi. Anh hai, anh về kìa. Sao rồi? Tụi bay dẹp bỏ cái ý định bỏ trốn của tụi bay đi. Bị phát hiện rồi hả? Chết mẹ rồi anh hai. Chiều nay 3 giờ soạn đồ đi, có người đến đón anh em mình. Thế không ấy? Người ta nhận được tin nhắn của anh em mình rồi. Sắp được về nhà rồi anh hai ơi. Yeah. Đủ tiền rồi đó. Các anh thả người đi. Tiền thì đủ rồi, nhưng mà để chuột 3 thằng này thì chưa. Hôm qua giá khác, hôm nay giá khác. Các anh muốn bao nhiêu? 15,000. Nguy rồi, báo về trụ sở. Tụi nó đòi thêm tiền chuột. Tụi nó đòi tăng thêm tiền chuột. Tụi nó đòi tăng bao nhiêu? Tụi nó đòi tăng 15,000. Sau 1 tiếng không có tiền, giá lại khác.
xíu gặp ha. Nhanh coi. Ê dạ. Thằng này nữa. Nhìn gì? Lẹ mày. Nhìn cái gì mà nhìn? Mày coi ba tụi nó nha. Ừ. Quay, tụi bay còn nhớ cái kế hoạch mà tao từng bàn với tụi bay không? Cứ cách 30 phút thì tụi nó sẽ thay ca một lần. Thời gian nó đi vào cho thằng kia đi ra là khoảng 50 giây. Nhưng tên mới chỉ mất 40 giây để nhìn thấy chúng ta chạy. Khi nó hô lên là tụi nó sẽ chạy ra. Từ đó đến bờ tường bên kia là khoảng 30 giây. Chúng ta chỉ còn 10 giây để leo qua hàng rào đó. Tao đã để sẵn một cái cây. Tụi bay chỉ cần đạp lên là qua. Bây giờ còn 30 phút nữa, tụi nó sẽ thay ca. Chung giờ với giờ của đội chốt người đến. Họ sẽ ở gần đây. Nếu như chúng ta qua được bức tường đó, sẽ có cơ hội. Còn nếu mà không quay lại thì sao? Cả đám chết hết hả? Bây giờ mày chạy cũng chết, mày ở lại cũng chết. Nhưng chạy còn có cơ hội, ở lại thì không. Dàn lên nhanh. Ê, ê, chạm thôi, chạm thôi. Mày mày cho đứng lại cho tao. Chạy chạy chạy. Không được rồi, cao quá. Anh hai ơi, tụi nó tới kìa anh hai ơi. Bước người tao, nhanh lên. Lẹ, lẹ lên. Giang. Lên Giang. Lên anh hai. Bước đi mẹ mày. Không kịp nữa rồi, em đi đi. Giờ nói với ba mẹ, anh hai thương ba mẹ nhiều lắm. Chăm sóc tốt cho ba mẹ nha. Không được đâu anh hai. Anh hai, em không bỏ anh hai đâu. Anh hai đưa tay đây anh hai. Anh hai đưa tay đây anh hai. Ở với mẹ nha, tới đây là vui rồi. Mày đi đi. Không được đâu anh hai. Dẫn em chạy đi. Anh hai. Đi đi. Nhanh. Không được đâu. Đi với anh hai. Đi nhanh đi. Nhanh. Anh hai. Đi đâu vậy? Đi. Đi đi. Đi.
trên mình, cao gì là trên mình. Rồi Quân với lại Giang qua đây. Lo đồ nha con. Ok, hai nói không? Chỗ đó anh cứ chờ. Lúc của ai? Tôi nói con gái. Nãy gậy đứt nút đó. Hai, một gì? Nè, anh này. Thôi, anh điều đó. Anh kiếm tiền to. Tại sao lại lúc này? Thôi sao? Anh kiếm tiền to. Có hỏi gì đó cho thằng. Anh kiếm tiền to. Mày khốn. Anh kiếm tiền to. Đẹp vậy, đừng nhờ. Ước mơ từ bé là một tỷ phú. Lát vô nói tiếp. Khách sầu, mấy cái bà hàng sầu. Anh kiếm tiền to. Anh kiếm tiền to. Vậy luôn.